Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Cho Đức Nhân TV chia sẻ các bạn cách chọn ngày tốt của cái tháng 11 năm Tân Sửu theo cuốn Thông Thư và Ngọc Hạp. Thông tức là thông hiểu, thư là quyển sách của người xưa để lại. Đức Nhân chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể tiện việc làm nhà, cưới xin, rồi làm nhiều việc tốt như mua xe hoặc là khai trương cửa hàng và nhiều việc khác. Sau đây là ngày tốt của tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày mùng 1 tháng 11, ngày Bính Tuất là ngày sinh khí. Ngày sinh khí thì thuận việc làm nhà, sửa nhà, cưới gả động thổ. Đặc biệt là can Bính là dương hỏa, chi Tuất là dương thổ, can sinh chi, hỏa sinh thổ là đại cát. Ngày Bính cũng là ngày nguyệt không, có sao tốt là sao Đê, là cát là vui mừng, sao nữ cát chủ sự thuận lợi, sao liễu cát chủ phúc lộc, cho nên các bạn có thể mở cửa hàng kinh doanh rất tốt. Vì có những cái sao hoặc cưới xin, vì có sao cát là sao vui mừng này, sao nữ là chủ thuận lợi buôn bán hoặc mở cửa hàng kinh doanh, sao liễu là chủ phúc lộc làm nhiều việc khác như làm nhà làm cửa hoặc là ta làm cất nóc và đổ mái chẳng hạn, hoặc về nhà mới. Giờ hoàng đạo thì mình đã chọn lọc bỏ cho các bạn tất cả những cái giờ xấu, giờ sát chủ và giờ thủ tử mình đã lọc bỏ hết các bạn rồi. Có những cái giờ hoàng đạo mà phạm vào sát chủ thủ tử mình cũng lọc bỏ, bởi vì là theo chi có thể là hoàng đạo nhưng theo can có thể bị phạm sát chủ và thủ tử, thì mình đã đọc cho các bạn. Cho nên bây giờ chỉ còn có cái múi giờ là giờ Dần, giờ Thân, giờ Dậu và giờ Hợi. Giờ Dần tức là từ 3 giờ 5 giờ sáng, giờ Thân là từ 3 5 giờ chiều, giờ Dậu từ 5 đến 7 giờ tối và giờ Hợi từ 9 11 giờ đêm. Giờ Phúc Tinh là giờ Tý và giờ Sửu. Còn giờ Nhật Lộc là giờ Tý và giờ Thân. Hướng Hỷ Thần là hướng Tây Nam và Kê Thần là Tây Bắc mà Tài Thần là chính Tây. Ví dụ các bạn mà làm nhà mà các bạn làm lễ thì các bạn có thể quay về hướng Tây Nam là hướng được Hỷ Thần và hướng tới chính Tây. Hoặc là các bạn đi gặp đối tác bắt các bạn ngoảnh mặt về hướng Tây Nam khi ngồi nói chuyện hoặc tiếp khách hoặc là làm việc thì hoặc xuất hành về hướng đấy thì rất tốt, hoặc chính Tây. Hoặc khi chúng ta động thổ những phía chính Tây Nam và chính Tây thì rất tốt. Giờ Không Vong là giờ Thìn và giờ Mùi là giờ xấu, các bạn không nên dùng. Kỵ tuổi thì kỵ tuổi Bính Tuất và Bính Thìn. Cho nên đây là cái ngày mình chia sẻ cho các bạn và mình nói lại cho các bạn một lần nữa, các bạn nắm rõ này. Ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Sửu là ngày sinh khí, là một ngày rất tốt cho việc làm nhà, cưới gả động thổ. Can của ngày đấy là can Bính, là thuộc về dương hỏa, chi Tuất là dương thổ. Can sinh chi, hỏa sinh thổ là đại cát, cho nên làm được nhiều việc. Đây là theo cái cuốn sách mà của Can Chi Thông Luận các bạn nhé. Rất là tốt luôn. Và cái sinh khí thì mình tính cho các bạn theo cuốn sách Thông Thư Ngọc Hạp các bạn nhé. Cái này trong cái ngày chọn này mình chọn dựa theo hai cuốn sách. Ngày Bính là ngày nguyệt không, sao Đê là cát để chủ vui mừng thì các thể bạn cưới xin được, sao nữ cát chủ thuận lợi thì các bạn chuyên về kinh doanh rất tốt mà mở cửa hàng, hoặc sao liễu cát chủ phúc lộc thì các bạn làm nhà làm cửa hoặc về nhà mới hoặc mở cửa hàng kinh doanh hoặc là mua xe, nhiều việc khác rồi liên quan đến tài lộc thì tài chính rất tốt. Giờ hoàng đạo thì mình đã lọc cho các bạn bỏ những cái giờ xấu rồi, bỏ những cái giờ sát chủ thủ tử và giờ xấu rồi, giờ hắc đạo rồi. Thì còn giờ giờ hoàng đạo là giờ Dần tức là 3 5 giờ sáng, giờ Thân là 3 5 giờ chiều, giờ Dậu là 5 đến 7 giờ tối và giờ Hợi là 9 11 giờ đêm. Cái giờ Phúc Tinh là giờ Tý và giờ Sửu các bạn nhé, kể cả giờ Tý và giờ Sửu không phải là hoàng đạo nhưng Phúc Tinh cũng dùng rất tốt. Giờ Nhật Lộc là giờ Tý và giờ Thân thì các bạn giờ Tý và giờ Thân thì giờ Thân vừa được hoàng đạo này vừa được nhật lộc, cho nên cái giờ Thân của ngày hôm đấy là rất tốt các bạn nhé. Đấy, được cái múi giờ vừa hoàng đạo mà lại vừa được nhật lộc mà các bạn mà khai trương cửa hàng vào cái giờ Thân thì tuyệt vời luôn. Vừa được hoàng đạo này vừa được nhật lộc. Nên là cái trong cái ngày đấy thì có bốn múi giờ là giờ Dần, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Hợi, thì giờ Thân là giờ đẹp nhất của cái ngày hôm mùng 1 tháng 11. Hướng Hỷ Thần thì các bạn xuất hành là hướng Tây Nam và hướng chính Tây là hai hướng tốt nhất. Kỵ tuổi thì tuổi Bính Tuất và Bính Thìn, thì còn tất cả những tuổi khác đều làm được các bạn nhé. Chỉ hai tuổi này thì can chi kỵ với nhau xung, nên là mình tránh cho các bạn rồi. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh Đức Nhân TV, mình sẽ có những video thiết thực khác chia sẻ các bạn để các bạn tham khảo. Đó là những cuốn sách hay để lại của ông cha ta, chúng ta cần nghiên cứu, hoặc là ai có đam mê nghiên cứu thì mình chia sẻ các bạn có cái phần góp phần để giữ gìn những cuốn sách hay. Rất cảm ơn các bạn. Xin hẹn lại ở video sau.